Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Pravda Ukraine dẫn thông báo của quân đội Ukraine cho biết, Nga đã triển khai nhiều nhóm UAV tập kích thủ đô Kiev dạng sáng mùng 7 tháng 11 và mảnh vỡ UAV bị phòng không Ukraine đánh chặn đã rơi xuống 6 quận, gây ra một loạt vụ cháy lớn kèm theo thiệt hại cơ sở hạ tầng. Quân đội Ukraine sau đó khẳng định đánh chặn hơn 30 UAV Nga nhưng không nêu tổng số lượng UAV được sử dụng. Tại quận Solomiansk, gần trung tâm Kiev, một đám cháy bùng lên bên trong nhà kho diện tích 600 mét vuông nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại. Hình ảnh do truyền thông Ukraine đăng tải cho thấy lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại một loạt địa điểm ở Kiev. Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko cũng xác nhận một số công trình bị phá hủy và một số vụ hỏa hoạn đã xảy ra sau đòn tập kích của Nga. Đồng thời ông nói thêm rằng ít nhất hai người bị thương. Tại quận Holosovsky, một căn hộ đã bị hư hại nhưng không xảy ra hỏa hoạn. Tại quận Pechersky, một nhà hàng trên tầng 32 của tòa chung cư bốc cháy nhưng không có thương vong nào được báo cáo. Tại các quận Solomiansky, Obolonsky và Podilsky, nhiều vụ cháy đã được ghi nhận. Chính quyền Kiev cho biết, cảnh báo không kích trong thành phố vẫn có hiệu lực, hãy ở trong hầm trú ẩn. Trong khi đó, ông Sergei Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm của Nga ở Ukraine, nói rằng đã có các vụ nổ mạnh xảy ra gần sân bay quốc tế Kiev, Giuliani. Nguồn tin của RIA Novosti cũng tiết lộ, một trong những mục tiêu của cuộc tập kích là nơi quân đội Ukraine triển khai tạm thời binh sĩ trước khi họ được đưa ra tiền tuyến nhưng chưa rõ hiệu quả của đòn đánh. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Nga Ukraine những tháng vừa qua thường xuyên triển khai lượng lớn UAV tập kích mục tiêu cơ sở hạ à tầng bên trong lãnh thổ của đối phương. Trong bối cảnh tình hình giao tranh trên thực địa ở bang Kursk và vùng Donetsk diễn ra rất ác liệt. Thông tin chi tiết về vụ tấn công mới nhất của Nga hiện vẫn chưa được công bố. Phía Nga cũng từng nhiều lần khẳng định quân đội nước này không nhắm vào mục tiêu dân sự trong các cuộc tấn công. Nga đang triển khai các biện pháp công nghệ mới trong tên lửa bằng cách sửa đổi kỹ thuật KH59, một động thái gây chú ý khi lực lượng này thay thế các linh kiện quan trọng bằng mô hình giả. Theo hình ảnh lan truyền trên Telegram, các lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa KH59MK có đầu dẫn radar ARGSN U559 được thay bằng một mô phỏng có cùng kích thước và trọng lượng. Sự điều chỉnh này không làm ảnh hưởng tới trọng tâm hay tính ổn định khí động học, cho phép tên lửa tiếp tục được phóng tới các mục tiêu ở Ukraine trong bối cảnh thiếu hụt công nghệ quan trọng. KH-59MK là tên lửa không đối đất tầm xa được phát triển từ KH-59M, có đầu dò radar chủ động, được thiết kế để tấn công các mục tiêu có bề mặt phản xạ tín hiệu radar như thuyền và tàu tuần dương. Tên lửa này có thể được triển khai từ các máy bay như Su-30MK SU32, SU35, SU24M và MiG35 hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Tầm bắn của tên lửa được mở rộng từ 115 km lên 285 km bằng cách thay thế tên lửa đẩy bằng bình nhiên liệu. KH59MK có thể đạt tốc độ từ 900 km/h đến 1050 km/h khi bay ở độ cao từ 10 đến 15 m trên mặt nước và hạ xuống từ 4 đến 7 m ở giai đoạn cuối. Tên lửa mang đầu đạn nặng 320 kg có trọng lượng phóng 930 kg chiều dài 5,7 m, sải cánh 1,3 m và đường kính thân 0,38 m. Đầu tự dẫn radar chủ động ARGSN là bộ phận phức tạp và có giá trị nhất của tên lửa KH-59. Việc thay thế nó bằng một mô hình kim loại đơn giản như đã nói ở trên có thể cho thấy sự thiếu hụt linh kiện cũng như hạn chế trong khả năng sản xuất tên lửa của Nga. Do đó, những tên lửa này chỉ dựa vào vệ tinh và hệ thống dẫn đường quán tính. Ngoài ra, tên lửa KH-59MK sửa đổi này cũng không trang bị mô đun liên lạc, vệ tinh sao chổi, vốn có tác dụng tăng khả năng chống nhiễu. Điều đã được Nga ứng dụng trên các máy bay không người lái Sahet 136 và tên lửa Iskander. Điều này càng làm suy giảm hiệu quả của KH-59 trong môi trường chiến trường điện tử căng thẳng, nơi các hệ thống phòng không của Ukraine liên tục cải thiện khả năng đánh chặn các mối đe dọa từ trên không. Xu hướng sử dụng mô hình giả không chỉ giới hạn ở KH-59 mà đã được Nga áp dụng rộng rãi trong các chiến dịch tấn công trước đó. Theo Reuters, hãng thông tấn Interfax dẫn lời thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu mới đây cho rằng, tình hình tại khu vực chiến sự ở Ukraine không có lợi cho Kiev. Phương Tây cần chấp nhận điều này và đàm phán để chấm dứt xung đột. Phát biểu tại một cuộc họp của thư ký Hội đồng An ninh các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập tại Moscow, ông Shoigu nhấn mạnh, Bây giờ, khi tình hình tại chiến trường của chiến dịch quân sự không có lợi cho chính quyền Kiev, phương Tây phải đối mặt với một lựa chọn, tiếp tục tài trợ cho chính quyền này và hủy diệt người dân Ukraine hoặc thừa nhận thực tế hiện tại và bắt đầu đàm phán. Trước đó, người đứng đầu cơ quan lập pháp Crimea, Vladimir Konstantinov, cáo buộc phương Tây đang sử dụng một mô hình ngầm để cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine nhằm tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky trong việc thử nghiệm thành công tên lửa mới, ông Konstantinov chỉ ra rằng phương Tây có thể tháo rời tên lửa tầm xa để chuyển sang Ukraine. Sau đó, Kiev có thể tuyên bố số tên lửa này do họ tự chế tạo và thử nghiệm. Số tên lửa này được dán mác sản xuất tại Ukraine và dùng để tấn công sang lãnh thổ Nga. Trong khi đó, theo đánh giá mới đây của nhóm công tác đàm phán NTF, một nhóm cố vấn và RND chuyên về chiến lược đàm phán trong môi trường khủng hoảng, được thành lập thông qua sáng kiến học giả doanh nhân tại trung tâm davis về nghiên cứu nga và âu á thuộc đại học harvard cuộc xung đột kéo dài giữa nga và ukraine đang đặt ra nhiều thách thức cho các quốc gia phương tây trong việc xác định chiến lược phù hợp điều này dẫn đến thế tiến thoái lưỡng nan nghiêm trọng với các nước phương tây Thứ nhất, thế tiến thoái lưỡng nan về trừng phạt và gia tăng căng thẳng. Một trong những thách thức lớn nhất mà phương Tây phải đối mặt là làm sao để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột ở Nga mà không phát triển thành một cuộc xung đột chiến tranh toàn diện. Thứ hai, thế tiến thoái lưỡng nan giữa dân đe hạt nhân chiến thuật và ngăn chặn. Nhiều chuyên gia an ninh nhấn mạnh rằng phương Tây cần phải có một chiến lược kép, duy trì lập trường cứng rắn trước thách thức hạt nhân chiến thuật trong khi vẫn mở ra các con đường ngoại giao để chấm dứt xung đột. Thứ ba, thế tiến thoái lưỡng nan về quy mô liên minh, phương Tây đang tìm cách xây dựng một liên minh rộng lớn ủng hộ Ukraine, trong khi đồng thời theo đuổi một chương trình nghị sự mở rộng hơn, vượt ra ngoài mục tiêu chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán cho rằng châu Âu nên cân nhắc lại chính sách hỗ trợ Ukraine tiếp tục xung đột với Nga khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Orbán từng nhiều lần phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine, khẳng định ông Trump cũng có quan điểm tương tự và sẽ đàm phán thỏa thuận hòa bình, chấm dứt xung đột Ukraine. European Pravda đưa tin trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã quyết định đến thăm Hungary. Tổng thống Zelensky lưu ý rằng ông có mặt tại Budapest để tham dự hội nghị thường đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu theo lời mời của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, nước giữ chức Chủ tịch EU và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jack Michel. Ông tuyên bố rằng tôi cảm ơn vì lời mời và chúng tôi sẽ thảo luận về những thách thức an ninh ở châu Âu, cũng như những cơ hội mới cho tất cả các đối tác, sẽ có một số cuộc họp, một số thỏa thuận với các nhà lãnh đạo châu Âu. Hầu hết các nước châu Âu được cho là đã quyết định tham dự hội nghị thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu, bất chấp các đề xuất tẩy chay trước đó. Cần lưu ý rằng ông Zelensky đã không đến thăm Hungary kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện với Nga vào tháng 2 năm 2022 mối quan hệ song phương đã bị hủy hoại do việc Hungary giảm bớt các biện pháp trừng phạt và thậm chí có lúc ngăn viện trợ quân sự của EU cho Kiev, cũng như các mối liên hệ của giới lãnh đạo Hungary với Nga. Trước đó, vào giữa tháng 10, Thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán đã tuyên bố sẵn sàng ra tay ngăn chặn gói viện trợ của Liên minh châu Âu EU dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Cụ thể, Thủ tướng Orbán đã vạch ra đường đi nước bước để đạt được điều này, nếu thành công, kế hoạch của ông Orbán sẽ giúp ông Trump khi trở thành ông chủ Nhà Trắng lần thứ hai, tránh được khoản cho vay tới 50 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ, EU và các lãnh đạo khối G7 đã đề xuất với Ukraine để giúp quốc gia Đông Âu này chiến đấu chống lại Nga. Khoản cho vay này sẽ được thanh toán hoàn toàn bằng lợi nhuận thu được từ khoảng 250 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga bị đóng băng tại các nước phương Tây để trừng phạt Nga sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. EU nắm giữ hầu hết những tài sản này của Nga. Trong khi đó, Ukraine khát khao mọi nguồn tiền mới từ các đồng minh phương Tây để duy trì hoạt động nhà nước và chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt sắp tới khi Nga đang và sẽ tấn công vào hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo giới phân tích, với việc trở lại Nhà Trắng lần này, ông Trump nhiều khả năng sẽ thành lập một chính quyền hoàn toàn mới, khác biệt so với chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Đội ngũ của ông cũng cam kết chính quyền thứ hai này sẽ không giống với chính quyền đầu tiên mà ông Trump thành lập sau khi đắc cử Tổng thống vào năm 2016. Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ có thời gian 75 ngày xây dựng đội ngũ trước ngày nhậm chức dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Ông Trump sẽ lập danh sách những việc cần làm, đáng chú ý là việc lấp đầy khoảng 4.000 vị trí trong chính phủ bằng những nhân vật mà nhóm của ông lựa chọn, từ vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các bộ trưởng khác trong nội các đến những người phục vụ bán thời gian trong các hội đồng và ủy ban. Khoảng 1.200 vị trí trong số này cần sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ. Điều này có khả năng sẽ dễ dàng hơn trong bối cảnh phe Cộng hòa đang trên đà kiểm soát Thượng viện. Trong bài phát biểu giành chiến thắng, ông Trump đã giới thiệu một số ứng viên tiềm năng, trong đó có cựu ứng viên Tổng thống và nhà hoạt động chống vaccine Robert Kennedy Jr. và tỷ phú Elon Musk, người Mỹ gốc Nam Phi. Tổng thống đắc cử cũng cam kết đưa Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla, người ủng hộ nhiệt thành cho chiến dịch tranh cử của ông, trở thành bộ trưởng phụ trách cắt giảm chi phí của liên bang. Ông Elon Musk cho biết, ông có thể giúp cắt giảm hàng nghìn tỷ đô la Mỹ trong chi tiêu của chính phủ. Quá trình chuyển giao quyền lực không chỉ là lấp đầy những vị trí trong chính quyền. Hầu hết các tổng thống đắc cử cũng nhận được báo cáo về thông tin tình báo gần như hàng ngày trong quá trình chuyển giao. Quá trình chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ được những nhân vật thân cận và các thành viên trong gia đình ông hỗ trợ, trong đó có ông Kennedy Jr., cựu ứng cử viên tổng thống đảng dân chủ Tulsi Gabbard, hai con trai của ông là Donald Trump Jr. và Eric Trump và người đồng hành tranh cử với ông thượng nghị sĩ JD Vance. Ngoài ra còn có những nhân vật khác như giám đốc điều hành Canto, Fitzgerald Howard Lunick cùng bà Linda McMahon một bà trùng đấu vật chuyên nghiệp người Mỹ, hiện là chính trị gia và từng lãnh đạo cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump lập luận rằng sự gian lận trong quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu đã khiến ông mất cuộc bầu cử. Điều này đã trì hoãn việc bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực từ chính quyền sắp mãn nhiệm của ông sang chính quyền mới của tổng thống Biden trong nhiều tuần. Để ngăn chặn sự trì hoãn tương tự trong các quá trình chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới trong tương lai, đạo luật cải thiện quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống của Mỹ năm 2022 yêu cầu quá trình chuyển giao phải bắt đầu 5 ngày sau cuộc bầu cử, ngay cả khi kết quả bầu cử vẫn còn gây tranh cãi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sự xác nhận chắc chắn của GSA không còn là điều kiện tiên quyết để chính quyền mới nhận được các dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi theo hướng dẫn của cơ quan về các quy tắc mới. Theo hai quan chức Mỹ và các cuộc trao đổi trong các nhóm WhatsApp của người di cư. Chính quyền Biden đang lập kế hoạch dự phòng cho khả năng gia tăng người vượt biên. Khi ngày càng có nhiều người có ý định nhập cư bày tỏ lo ngại về việc tổng thống Đắc cử Donald Trump sẽ đóng cửa biên giới. Gần 36 giờ trước khi ông Trump tuyên bố chiến thắng, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, Alejandro Mayorkas, đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các cổ vấn cấp cao và lãnh đạo Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) cùng Cục Di trú và Hải quan (ICE). Trong cuộc họp các bên đã bày tỏ những lo ngại về tác động trước chiến thắng của ông Donald Trump đối với an ninh biên giới. Theo hai quan chức trực tiếp tham gia cuộc gọi, những câu hỏi được đặt ra không có gì bất thường. Bộ An ninh Nội địa đã chuẩn bị về mặt hoạt động như thế nào để đối phó với khả năng gia tăng người nhập cư? Có đủ giường trong các trại giam ICE để giam giữ người nhập cư trước khi trục xuất không? Các cơ quan có thể tiếp tục đưa những người không đủ điều kiện xin tị nạn vào quy trình trục xuất nhanh hay số lượng người sẽ quá tải hệ thống và buộc các nhân viên phải thả người di cư vào Mỹ với các phiên tòa được ấn định nhiều năm sau. Các quan chức nhấn mạnh rằng Bộ An ninh Nội địa cho thấy dấu hiệu gia tăng người di cư hướng đến Mỹ. Tuy nhiên, họ lo ngại nếu ông Donald Trump đắc cử sẽ có làn sóng người di cư cố gắng nhập cảnh vào phút chót. Và CBP cùng ICE cần phải sẵn sàng. Người phát ngôn của CBP tuyên bố, người di cư không nên tin vào những lời dối trá của những kẻ buôn người. Quan chức này cho biết thêm, Washington tiếp tục thực thi luật di trú và người di cư nên sử dụng các con đường an toàn, hợp pháp và trật tự để đến Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump đã cam kết sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp nếu ông đắc cử. Khi tin tức về chiến thắng của ông Donald Trump được công bố vào tối ngày 6 tháng 11, người di cư bắt đầu trao đổi trên WhatsApp, một kênh thông dụng mà những kẻ buôn người thường quảng cáo dịch vụ của họ cho người dân ở Trung và Nam Mỹ muốn đến Mỹ. Một chủ đề chung xuất hiện trong nhiều cuộc trò chuyện, phải đến Mỹ ngay bây giờ, bởi sau ngày 20 tháng 1 năm 2025, ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức, chính quyền ở Mỹ sẽ ban hành xác lệnh trục xuất hàng loạt người di cư người điều hành một nơi tạm trú ở Tijuana, Mexico, nơi người di cư chờ đợi trước khi vào Mỹ cho biết, ông dự đoán những kẻ buôn người sẽ gây áp lực buộc người di cư bắt đầu vượt biên ngay. Ông Gustavo Banda, người điều hành Templo Embajadores de Jesus, nơi hiện đang cư trú khoảng 1.400 người di cư cho biết, bọn buôn người sẽ nói rằng mọi người cần phải vào trước khi ông Donald Trump nhậm chức. Ông cũng nói rằng người di cư tại nơi tạm trú của ông đang cảm thấy bất an, nhưng ông cố gắng giúp họ bình tĩnh. Ông đã nói không ai biết điều gì sẽ xảy ra, đó là lý do tại sao bạn phải nói chuyện với họ rằng hiện tại hoàn toàn chưa có gì thay đổi. Tại một khu vực khác ở Mexico gần biên giới Mỹ, ông Francisco Loreiro, người điều hành nước tạm trú Nogales cho biết ông đã nói chuyện với người di cư về kết quả bầu cử và những lo ngại của họ, đồng thời cho những người di cư biết về ứng dụng mà họ có thể sử dụng để xin tị nạn mà không cần nhập cảnh vào Mỹ. Trước đó trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump đã thể hiện lập trường cứng rắn về nhập cư ông cam kết sẽ tiến hành đợt trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ đối với người nhập cư không có giấy tờ. Ông cũng dự định khôi phục một số chính sách gây tranh cãi trong nhiệm kỳ đầu. Một trong đó là chương trình Ở lại Mexico, yêu cầu người xin tị nạn phải ở lại Mexico cho đến ngày hồ sơ của họ được phía Mỹ phê duyệt. Theo AP, sau khi bầu cử Mỹ 2024 có kết quả là chiến thắng thuộc về ông Donald Trump Đương kim tổng thống Joe Biden đã đầu tiên lên tiếng. Thông điệp của đương kim tổng thống Joe Biden chủ yếu nhằm động viên phó tổng thống Kamala Harris, người vừa có phát biểu tuyên bố thua cuộc bầu cử cách đó ít lâu. Cụ thể theo thông báo của Nhà Trắng công bố, ông Biden đã ca ngợi phó tổng thống Kamala Harris là một đối tác và công chức tuyệt vời, đầy lòng chính trực, can đảm và bản lĩnh. Ông Biden cũng lưu ý, bà Harris đã tham gia chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng trong hoàn cảnh phi thường. Song song với đó, ông Biden nói thêm, bà Harris đã tiến lên và lãnh đạo một chiến dịch lịch sử, thể hiện những gì có thể đạt được khi được kim chỉ nam đạo đức định hướng mạnh mẽ và một tầm nhìn rõ ràng về một quốc gia tự do hơn, công bằng hơn với vô vàn cơ hội cho tất cả người Mỹ. Sau ông Biden ít lâu, vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama cũng đang thông điệp của riêng mình. Mở đầu thông điệp, vợ chồng ông Obama gửi lời chúc mừng cho ông Trump và khẳng định không thể tự hào hơn vì những gì mà bà harris đã làm tuy nhiên ông obama cũng đưa ra một số cảnh báo về tình hình mỹ như tôi đã nói trong thời gian tranh cử nước mỹ đã trải qua rất nhiều khó khăn trong vài năm qua từ một đại dịch lịch sử và sự tăng vọt giá hàng hóa do đại dịch gây ra đến những biến đổi nhanh chóng và cảm giác ám ảnh nhiều người rằng dù họ có làm việc chăm chỉ thế nào thì điều tốt nhất họ có thể làm được là không thụt lùi những hoàn cảnh đó đã tạo nên cơn gió ngược cho những lãnh đạo dân chủ đương nhiệm trong thế giới. Sự kiện bầu cử vừa qua đã chứng minh rằng Mỹ không phải ngoại lệ. Tin tốt là những vấn đề này có thể giải quyết, nhưng chỉ khi chúng ta lắng nghe nhau và tuân thủ theo những nguyên tắc hiến định cốt lõi và thông lệ dân chủ đã làm nên đất nước này. Sau ông Biden và ông bà Obama, vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đang thông điệp phản hồi kết quả bầu cử. Trong đó, ông bà Clinton hy vọng cặp ông Trump và ông Vance sẽ điều hành đất nước vì tất cả người dân Mỹ và mong rằng chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ thuận buồm xuôi gió. Vợ chồng Clinton nhắc nhở, chúng ta cần giải quyết những vấn đề của mình và cùng nhau nắm bắt cơ hội. Bà Clinton chính là người đã để thua ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ vừa qua, ông Donald Trump đã nêu ra một số điều ông sẽ làm vào ngày đầu tiên trở lại nhiệm sở nếu đắc cử. Chính xác thì ông muốn làm gì đầu tiên khi trở lại Nhà Trắng? Trước đó, ông Donald Trump đã gây sốc vào năm ngoái khi ông bày tỏ muốn thành nhà độc tài, nhưng chỉ vào ngày đầu tiên tái đắc cử. Trong một sự kiện ở thị trấn thuộc bang Iowa, khi được người dẫn chương trình Fox News, Sean Hannity hỏi rằng liệu ông có hứa rằng sẽ không bao giờ lạm dụng quyền lực để trả thù bất kỳ ai không? Ông Trump trả lời, ngoại trừ ngày đầu tiên. Giải thích về ý này, ông Trump nói, tôi sẽ đóng biên giới và tôi muốn Hãy khoan, sau đó tôi không phải là một nhà độc tài nữa. Nếu trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump từng thề sẽ sa thải ông Jack Smith. Cố vấn đặc biệt đã đưa ra hai vụ án liên bang chống lại ông trong vòng 2 giây. Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn trên truyền hình hồi giữa tháng 10, ông Trump đã nói rằng sẽ trừng phạt các công tố viên và thẩm phán giám sát nhiều vụ án hình sự chống lại ông. Ông Trump nói rằng một trong những hành động đầu tiên nếu ông đắc cử nhiệm kỳ thứ hai sẽ là giải thoát cho một số người bị kết án do liên quan đến vụ bạo loạn và tòa nhà quốc hội hôm 6 tháng 1 năm 2024. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tính đến đầu tháng 10 năm 2024, hơn 1.530 cá nhân đã bị buộc tội hình sự tại Tòa án Liên bang liên quan đến ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021, trong đó hơn một nửa đã nhận tội. Bên cạnh đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump nói trong một video vận động tranh cử vào năm ngoái rằng ông sẽ chấm dứt những hành động tàn bạo của thỏa thuận xanh mới nếu được bầu lại. Thỏa thuận xanh mới là thuật ngữ được ông Trump sử dụng để chỉ chung các chính sách về khí hậu và năng lượng của chính quyền tiền nhiệm. Ông Trump đã nói rằng, động lực đằng sau việc ông rút khỏi các sáng kiến về khí hậu và thúc đẩy sự phụ thuộc liên tục vào dầu mỏ và khí đốt là do nhu cầu kinh tế. Song song với đó, ông Trump từng cam kết sẽ quyết tâm trục xuất hàng triệu người di cư đang sống bất hợp pháp tại Mỹ. Trong cuộc vận động tại Madison Square Garden ở New York vào cuối tuần trước, ông đã nhắc lại lời hứa sẽ ban hành lệnh trục xuất hàng loạt vào ngày đầu tiên. Theo đó, cựu tổng thống Mỹ nói rằng, vào ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, ông sẽ khởi động chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ để trục xuất tội phạm và giải cứu tất cả các thành phố và thị trấn. Ông sẽ sử dụng lực lượng thực thi pháp luật địa phương và vệ binh quốc gia để tìm kiếm những người di cư đang sống trên nước Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump đã ủng hộ việc tự động cấp thẻ xanh cho những người không phải công dân Mỹ sau khi họ tốt nghiệp đại học. Ông cho rằng nếu tốt nghiệp đại học thì người đó nên tự động nhận được thẻ xanh như một phần của bằng tốt nghiệp để có thể ở lại Mỹ. Nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống tái đắc cử Donald Trump được gọi là Trump 2.0 sẽ phải đối mặt với một viễn cảnh phức tạp hơn nhiều so với giai đoạn 2016-2020. Ngay sau khi ông Trump tuyên bố chiến thắng trong ngày bầu cử, các nhóm bảo vệ môi trường ở Mỹ tuyên bố sẽ phản kháng chưa từng có đối với các chính sách chống lại môi trường của tổng thống tái đắc cử về nước, đất đai, khí hậu, cá và động vật hoang dã. Ông Kieran Sackling, giám đốc điều hành Trung tâm Đa dạng Sinh học, trụ sở tại bang Arizona, cảnh báo chính quyền Trump 2.0 sẽ vấp phải những chiến dịch phản đối quy mô gấp đôi trước đây từ những người bảo vệ hành tinh, động vật hoang dã và các quyền cơ bản của con người. Ông Sắc Linh nói với trang tin Daily Coast, Chúng tôi đã đối đầu với ông Trump từ bức tường biên giới đến khu bảo tồn động vật hoang dã Bắc Cực. Và trong nhiều vụ, chúng tôi đã chiến thắng. Luật môi trường nền tảng của đất nước này vẫn vững chắc. Chúng tôi đã lên dây cót để ngăn chặn các chính sách thảm khốc sắp tới của ông Trump. Trung tâm đa dạng sinh học sẽ phản đối kế hoạch khoan 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 của ông Trump và những nỗ lực của ông nhằm thực hiện lời hứa với ngành dầu mỏ về việc đảo ngược hàng chục biện pháp liên bang bảo vệ đất công Động vật hoang dã đang đe dọa và sức khỏe con người. Ông Sắc Linh tin tưởng những nỗ lực vì môi trường và các loài động vật quý cấp sẽ thành công. Phản ứng trước việc ông Trump nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm 2025, nếu không có gì thay đổi, trung tâm đa dạng sinh học cũng sẽ kêu gọi chính quyền tổng thống đương nhiệm Joe Biden giữ được càng nhiều biện pháp bảo vệ môi trường càng tốt trong những tuần tới. Trong nhiệm kỳ trước, ba nhóm bảo vệ môi trường đã từng kiện chính quyền của ông Trump. Thời điểm đó là Tổng thống Mỹ đòi ngừng việc xây dựng bức tường biên giới phía Nam với Mexico khi cho rằng công trình này đe dọa các loài động vật hoang dã vốn đang có nguy cơ tuyệt chủng như loài báo đốm và chó sói. Theo bài viết của tờ Climate Home News, nhiều chuyên gia khí hậu cảnh báo nguy cơ Washington rút khỏi các thỏa thuận và cam kết quốc tế về chống biến đổi khí hậu sau khi bầu cử Mỹ hạ màn. Bà Laurence Tubiana, giám đốc điều hành Quỹ khí hậu châu Âu nhấn mạnh, Kết quả bầu cử Mỹ là một bước lùi đối với nỗ lực chung toàn cầu nhằm giảm biến đổi khí hậu, nhưng hiệp định Paris đã và đang chứng tỏ sự vững vàng và mạnh mẽ hơn so với chính sách của bất kỳ quốc gia nào. Hiện tại, dư luận lại dấy lên câu hỏi, số phận pháp lý của ông Donald Trump sẽ như thế nào khi ông tái đắc cử tổng thống? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm vì cựu tổng thống Mỹ đang bị truy tố hình sự cấp liên bang trong hai vụ án cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và xử lý sai các tài liệu mật của chính phủ sau khi rời Nhà Trắng. Theo báo New York Times, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt đầu tính toán phương án gác lại hai vụ án hình sự của công tố viên đặc biệt Jack Smith chống lại ông Donald Trump. Điều này nhằm tuân thủ chính sách được bộ này duy trì trong nhiều thập kỷ về việc không truy tố tổng thống đương nhiệm. Ông Smith đang chịu trách nhiệm đối với hai vụ án liên bang chống lại ông Trump. Một vụ là về cáo buộc ông Trump âm mưu cản trở việc thi hành kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Vụ còn lại là cáo buộc xử lý sai cách đối với tài liệu mật và cản trở quá trình thu hồi những tài liệu này của chính phủ liên bang. Hiện ông Smith đang trong quá trình trao đổi tích cực với lãnh đạo Bộ Tư pháp để tìm ra phương án phù hợp cho việc các lại hai vụ án trên. Đến nay vẫn chưa rõ đội ngũ của ông Smith dự định sẽ tiếp cận phần việc đó như thế nào, chỉ gác lại cho đến khi ông Trump mãn nhiệm kỳ vào năm 2029 hay bỏ luôn. Trước đó, khi trả lời phỏng vấn vào ngày 24 tháng 10, ông Donald Trump tuyên bố sẽ sa thải công tố viên khởi tố ông là ông Jack Smith trong vòng 2 giây sau khi tuyên thệ nhậm chức. Với tư cách tổng thống, ông Trump sẽ có thẩm quyền sa thải ông Smith và đóng các vụ án liên bang chống lại ông. Nhưng ông sẽ không có quyền tương tự đối với vụ án tiền bịt miệng ở New York hoặc việc Georgia truy tố ông vì cố gắng lật ngược thất bại năm 2020 của ông tại bang này. Tuy nhiên, vai trò đặc biệt của ông giúp ông dễ dàng tránh khỏi hậu quả pháp lý trong cả hai vụ án trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Trong khi ông Trump đã bị tuyên có tội trong vụ án tại New York và dự kiến sẽ nghe tuyên án vào cuối tháng 11. Ông Smith được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Merrick Garland bổ nhiệm hồi tháng 11 năm 2022 để phụ trách quá trình điều tra ông Trump và các đồng minh về hai cáo buộc liên bang trên. Điều này khiến ông trở thành một trong những cái gai lớn trong mắt ông Donald Trump. Trong khi kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng và Thượng viện Mỹ dường như đã ngã ngũ với chiến thắng thuộc về Đảng Cộng Hòa, thì đường đua Hạ viện vẫn đang rất quyết liệt giữa Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Theo hãng tin Reuters, tính đến sáng ngày 7 tháng 11 giờ Việt Nam, Đảng Cộng Hòa được cho là sẽ nắm giữ đa số ít nhất là 5248 tại Thượng viện. Tại Hạ viện, Đảng Cộng Hòa đang tạm thời dẫn trước với 207 ghế so với 189 ghế của Đảng Dân Chủ. Theo đó còn tới 40 trong số 435 ghế chưa công bố đảng nào giành chiến thắng, nên quyền kiểm soát cuối cùng của Hạ viện vẫn chưa rõ ràng. Hạ viện hiện tại do Đảng Cộng Hòa kiểm soát với tỷ lệ mong manh 220-212 ghế. Để giữ được quyền kiểm soát Hạ viện, Đảng Cộng Hòa phải giành được ít nhất 218 ghế trong cuộc đua lần này. Trong cuộc đua năm nay, Đảng Cộng Hòa đã giành chiến thắng ở một số khu vực có thể cho phép đảng này mở rộng đa số 220-212 tại Hạ viện. Mặc dù kết quả cuối cùng có thể sẽ kéo dài nhiều ngày. Cho đến nay, Đảng Cộng Hòa đã giành được thêm 4 ghế mà Đảng Dân Chủ tự tin sẽ dễ dàng có được, gồm hai ghế ở bang Pennsylvania và một ghế ở mỗi bang North Carolina và Michigan. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ đã giành được một ghế do Đảng Cộng Hòa nắm giữ ở phía bắc bang New York và một ghế ở bang Alabama. Hiện tại, Đảng Dân Chủ cần phải lật ngược ít nhất 8 ghế từ tay Cộng Hòa và giữ được tất cả các ghế mà hạ nghị sĩ đương nhiệm của đảng này đang tái tranh cử để nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Dù vậy, theo đài CNN, các đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Hạ viện đều tin rằng phe Cộng Hòa sẽ duy trì quyền kiểm soát tại cơ quan lập pháp này. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ tại Hạ viện nhấn mạnh rằng vẫn còn quá sớm để tuyên bố. Theo nguồn tin thần cận, Đảng Dân Chủ tại Hạ viện sẽ học kín để thảo luận về kết quả bầu cử cho đến nay cũng giống thượng viện, hạ viện có quyền đề xuất các dự luật mới hay các sửa đổi luật. Thành viên ở hai viện này đều được bổ nhiệm vào các ủy ban phụ trách các lĩnh vực khác nhau như ngân sách, tư pháp. Tuy nhiên, hạ viện có một số quyền lực đặc biệt bao gồm quyền đưa ra các đạo luật về thu nhập, phế truất các quan chức chính phủ và bầu tổng thống nếu như đại cử tri đoàn không quyết định được ai thắng cử. Hạ viện gồm tổng cộng 435 nghị sĩ và được bầu lại 2 năm một lần. Số nghị sĩ đại diện mỗi bang tương xứng với dân số của bang đó nếu Đảng Cộng Hòa cuối cùng giành chiến thắng tại Hạ viện năm nay, đảng này sẽ có vị thế quyết định chương trình nghị sự ở Washington, giúp ông Donald Trump một khi quay lại Nhà Trắng, có thể thực hiện lời hứa cắt giảm thuế và hạn chế nhập cử. Ít nhất là trong hai năm tới cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, kịch bản Đảng Cộng Hòa kiểm soát cả hai viện tại Quốc hội Mỹ cũng giúp ông Trump dễ dàng bổ nhiệm các vị trí nội các và thẩm phán.